Đây là bộ siêu tụ được lắp vào xe Future. Xe Future hiện là đang được lắp một cái bình lithium loại 5 ampere giờ. Tuy nhiên, có thể do cái dòng của cái đề đòi hỏi lớn, thành ra trước đây đó là khi đề đó thì phải bấm đề rồi chờ một khoảng một chút xíu thì nó mới nạp đủ mới nó mới đầy mạnh được. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta lắp cái bộ siêu tụ vào đó, đấu song song đó, thì khi mà điện của bình nạp đầy vô trong cái bộ siêu tụ thì nó sẽ có đèn sáng. Và đây là cái tình trạng của khi mà chúng ta khởi động máy xe khi đề với cái bộ siêu tụ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà đề đó thì cái đề sẽ chạy ngay, khởi động khá mạnh và cái đèn của siêu tụ là tắt đi. Như vậy là nó đã bị phóng điện để giúp cho cái việc đề được sớm. Vì sau khi mà xe chúng ta chạy được khoảng chừng chưa tới 10 giây thì cái bộ siêu tụ đã được nạp đầy trở lại và đèn, cả 5 cái ngọn đèn của 5 siêu tụ trong cái bộ Battery Maintenance System BMS đã hoạt động, tức là tụ được nạp đầy. Và bây giờ chúng ta tắt máy xe. Thì tình trạng của các cái tụ điện của các cái siêu tụ vẫn còn đầy điện. Và đây là tình trạng đề xe. Đó. Thì như vậy thì thấy rõ ràng là cái chúng ta đề nó mạnh hơn nhiều. Và đèn tắt có nghĩa là trong cái giai đoạn quá độ mà khi chúng ta đề xe đó thì là cái điện ở trong bộ siêu tụ sẽ giúp cho cái cộng với cái bình điện để mà đề xe cho nổ máy. Và chỉ chưa tới 10 giây sau thì cái bộ siêu tụ đã được nạp đầy lại nhờ điện của cái động cơ xe. Và đây là đèn passing. Tiếng kèn xe nghe đanh hơn xưa rất nhiều. Xe đang sử dụng hai kè, một cặp kèn, tức là kèn đôi. À, có gắn bộ đá pha passing sinh vụ cường. Và trong quá trình mà chúng ta sử dụng đèn passing hoặc là kèn thì coi như là cái không cả bộ tụ siêu tụ đó không có bị giảm cái dung lượng. Bộ tụ chỉ phóng dung lượng nhiều trong trường hợp là chúng ta đề xe mới thôi. Tức là khi chúng ta đề máy đó, thì tụ sẽ trong khi bơm xăng bơm thì cũng không ấy, nhưng khi đề thì chúng ta sẽ thấy là đèn tắt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tức là trong vòng đếm từ 1 tới 15, tức là khoảng 10 giây đó, thì là bộ siêu tụ đã được nạp đầy lại để chuẩn bị sẵn sàng cho những cái lần đề máy sau.